Vén màn trình độ võ công của hai võ sĩ Canada được Florez đưa sang Việt Nam du đấu. Theo võ sư Florez thì hai võ sĩ Samuel Lacoste và Victor Bilo đều là những môn đồ có đẳng cấp của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Trong chuyến về Việt Nam lần này, ngoài võ sư Florez, còn có thêm hai võ sĩ trẻ hơn đó là Samuel Lacoste và Victor Bilo. Tất cả đều mang quốc tịch Canada. Và đây mới là lần đầu tiên Lacoste và Bilo đặt chân đến quê hương của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Xét về vai vế trong môn phái thì cả Lacoste và Bilo đều là những sư đệ của Florez và sở hữu thời gian tập luyện ngắn hơn khá nhiều. Tuy nhiên, trình độ và khả năng chiến đấu của hai nhân vật này ra sao? Võ sư Florez đã có những tiết lộ về trình độ của hai vị sư đệ mà anh ta vừa đưa sang Việt Nam để giao đấu MMA. Samuel Lacoste có thời gian tập luyện ở môn phái ngắn hơn tôi khá nhiều, nhưng anh ấy cũng đứng trong hàng ngũ huấn luyện viên và cũng tập được khoảng 4 đến 5 năm. Khi mà tôi chuẩn bị giao lưu với anh Trương Đình Hoàng thì chính Lacoste là người thường xuyên tập luyện với tôi. Lacoste từng nói rằng anh ấy rất hào hứng nếu được mời về Việt Nam để có cơ hội áp dụng và giao lưu những kỹ thuật cơ bản của môn phái. Anh Victor Bilo tuy đẳng cấp còn khiêm tốn hơn, chưa được mang sa đai, nhưng anh ấy là người tập luyện cực kỳ nghiêm túc vì thời gian chưa quá lâu. Anh ấy nói rằng anh ấy rất buồn khi thấy nhiều võ sư Vịnh Xuân trên thế giới đã bị thảm bại khi đối đầu với các võ sĩ hiện đại. Chính vì thế Victor Bilo muốn sang Việt Nam và nếu có cơ hội thì anh ấy cũng muốn chứng minh rằng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh không hề thua kém bất kỳ môn võ hiện đại nào. Trong khi đó, bản thân võ sĩ Lacoste khẳng định: "Tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt khi đến thăm Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với tinh thần nồng hậu của con người Việt Nam. Tôi muốn chứng minh rằng môn phái mà tôi đang tập luyện không hề thua kém các môn võ hiện đại như MMA, kickboxing hay Muay Thái." Victor Bilo cũng lên tiếng: "Tôi mới tập ở môn phái được một thời gian khá khiêm tốn, chỉ vài ba năm. Tôi cho rằng khi võ cổ truyền thi đấu với võ hiện đại, chắc chắn vẫn sẽ phát huy được tính hiệu quả." Trước khi cả ba nhân vật mang quốc tịch Canada lên tiếng thì võ sư Nam Anh Kiệt, tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh cũng khẳng định rằng Lacoste và Bilo đều là những môn đồ được tập các kỹ thuật cơ bản một cách bài bản và không có chuyện môn phái mời hai võ sĩ này từ môn khác về Việt Nam để giao lưu võ thuật. Trong khi đó, liên quan đến màn giao lưu giữa Florez và nhà vô địch Trương Đình Hoàng, võ sư Nam Anh Kiệt khẳng định rằng kể cả trong trường hợp không được cấp giấy phép, Florez và Trương Đình Hoàng vẫn sẽ giao lưu trên tinh thần văn hóa, học thuật. Đó sẽ là cuộc giao lưu nhẹ nhàng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng chính thức lên tiếng về kịch bản đấu Florez. Với chia sẻ mới nhất từ phía Trương Đình Hoàng, kịch bản về cuộc giao lưu giữa anh với Florez gần như chắc chắn đã có lời giải đáp. Cách đây vài tháng, nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng đã tuyên bố hủy kèo đấu với Florez do cuộc thượng đài liên tục bị trì hoãn trong khi Đình Hoàng còn kế hoạch ở đội tuyển boxing quốc gia. Vài ngày trước, sau khi Florez ngỏ ý muốn mời lại Trương Đình Hoàng giao đấu, khi vị võ sư người Canada trở lại Việt Nam, Nam Vương Boxing cũng đã nhận lời. Đây có thể là một tin vui với không ít người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam. Họ đang mong chờ màn thượng đài giữa Đình Hoàng với Florez từ quá lâu. Võ sư Nam Anh Kiệt cho biết rằng, ngay cả khi không xin được giấy phép thì Florez vẫn sẽ đấu với Trương Đình Hoàng theo hình thức giao lưu nhẹ nhàng trên tinh thần trao đổi võ học, văn hóa và thượng võ. Thế nhưng đến sáng 27 tháng 6, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã lên tiếng về kịch bản đấu với Florez. Nhà vô địch boxing khẳng định với trí thức trẻ rằng: "Thật ra trong thời gian này em đang rất bận. Năm ngoái lúc em chưa ở trong đội tuyển boxing quốc gia và không thi đấu chuyên nghiệp thì em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn. Tuy nhiên bây giờ lại rất khác. Em đã quay trở lại đội tuyển quốc gia và còn thi đấu chuyên nghiệp. Từ giờ tới cuối năm em vẫn còn rất nhiều giải. Thế nên trận đấu với Florez được tổ chức đàng hoàng, như em nói trước thì em sẽ đánh, còn nếu chỉ đánh cho vui thì em sẽ không đánh." Như vậy có thể khẳng định rằng Đình Hoàng sẽ không thi đấu với Florez theo hình thức giao lưu võ thuật, trong trường hợp không được cấp giấy phép giống như tiết lộ trước đó với võ sư Nam Anh Kiệt. Với lời khẳng định này của Trương Đình Hoàng, có thể thấy cuộc giao lưu giữa anh và Florez rất khó có thể xảy ra vì vấn đề liên quan đến thủ tục. Được biết hiện tại Trương Đình Hoàng đang tập luyện với cường độ rất cao để chuẩn bị du đấu theo hình thức chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Để đối đầu với một võ sĩ nước chủ nhà, sau giải này anh sẽ tiếp tục tập luyện để hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Trong khi đó, Florez dự kiến sẽ rời Việt Nam vào ngày 9 tháng 7
Hiện tại những kế hoạch của võ sư người Canada trong khoảng 10 ngày tới ở Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Bạn của Từ Hiểu Đông đánh bị thương cao thủ Vịnh Xuân chỉ bằng tay và chân trái. Bậc thầy Vịnh Xuân Li Feng mới đây đã bị một người bạn của Từ Hiểu Đông đánh bại chỉ bằng tay trái và chân trái, nhưng vẫn khoe khoang rằng mình đã từng hạ knock out một nhà vô địch boxing người Nhật Bản. Li Feng, người tự nhận mình là chuyên nhân đời thứ 3 của Diệp Vấn, đã công khai thách đấu gã điên Từ Hiểu Đông. Li Feng thề sẽ bảo vệ phẩm giá của võ thuật truyền thống. Nhưng vì Từ Hiểu Đông phải chạm trán Lã Cương tại võ đài Quyền Anh Karamay, nên một số người bạn của họ Từ là Xuân Gu đã quyết định thay thế anh để tiếp đón Li Feng. Luật của trận đấu là võ sĩ MMA chỉ được sử dụng tay trái và chân trái, không được phép sử dụng tay phải và chân phải, cũng không được dùng đòn gối hay cùi chỏ. Trong khi đó, Li Feng có thể sử dụng bất kỳ đòn thế nào mà anh ta muốn. Rõ ràng là các quy tắc của trận đấu đã được đưa ra không hề công bằng, giống như là bạn chấp nhận một xe một pháo trên bàn cờ tướng là vậy. Và một người trong cuộc đấu đã tiết lộ rằng nếu như không đưa ra luật như vậy thì Li Feng sẽ không đấu và người chiến thắng sẽ được 300.000 nhân dân tệ. Và sau trận đấu này, hình ảnh của võ thuật truyền thống lại xuống dốc không phanh. Li Feng không có cách nào để đánh trả lại những cú đá cực mạnh bằng chân trái và những đòn tay trái chính xác của Xuân Gu. Ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên, Li Feng đã bị chấn thương và Xuân Gu dễ dàng giành chiến thắng để mang về số tiền thưởng 300.000 nhân dân tệ. Nếu thắng Xuân Gu thì Li Feng mới có thể thi đấu với Từ Hiểu Đông như anh muốn. Nhưng hiện tại thì mong muốn đó dường như đã bất thành. Điều khôi hài hơn nữa là Li Feng cho biết rằng mình đã từng đánh bại một tay đấm boxing nổi tiếng của Nhật Bản hơn anh đến 25kg. Tuy nhiên anh lại không tiết lộ tay đấm đó là ai. Kể từ khi đưa ra lời thách thức có phần ngông cuồng với giới võ thuật Trung Quốc, Từ Hiểu Đông nhanh chóng đã trở thành hiện tượng khi đã dễ dàng đánh bại hàng loạt cao thủ có tiếng trong nước, từ Thái Cực Ngụy Lôi cho đến Diệp Vấn, Đinh Hạo, Lã Cương. Giới võ thuật truyền thống Trung Quốc bé mặt, người hâm mộ MMA hả hê khi người yêu võ thuật truyền thống thì ê chề và lên án các võ sư bại trận một cách dữ dội. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra tại Trung Quốc? Vì sao một tay đấm MMA bình thường như họ Từ lại khiến một nền võ học mấy nghìn năm trầm mặc? Chẳng lẽ tất cả tinh hoa của võ thuật Trung Hoa cổ xưa đều là lừa người? Đệ nhất mỹ nữ Thái Cực Quyền sẽ đối đầu với Từ Hiểu Đông. Trưởng môn Thái Cực Diệp Vịnh Tương, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ võ thuật cổ truyền Trung Quốc, nhận được sự kỳ vọng sẽ là người đánh bại cuồng nhân Từ Hiểu Đông. Lỗ Hành đã gửi lời thách đấu đến cuồng nhân Từ Hiểu Đông. Võ sư này đặt cược 10 triệu tệ cho trận tỷ thí với võ sĩ họ Từ để lấy lại danh dự cho Thái Cực Quyền cũng như võ học cổ truyền Trung Hoa. Từ Hiểu Đông cũng nhanh chóng nhận lời thách đấu của Lỗ Hành, kèm theo lời khiêu khích và hy vọng võ sư Thái Cực này sẽ không thất hứa và bỏ trốn như những võ sĩ khác. Tuy nhiên sau khi Từ Hiểu Đông đồng ý nhận lời thách đấu thì cao thủ Thái Cực Tứ Xuyên đã biệt tâm biệt tích, khiến võ sĩ MMA không thể liên lạc được để chốt thời gian và địa điểm thi đấu. Từ Hiểu Đông tiết lộ trên mạng xã hội, video anh ta khiêu chiến tôi để lấy 10 triệu tệ vẫn còn rành rành trên mạng xã hội. Vậy mà khi tôi gọi điện thì Lộ không nghe máy, tôi nhắn tin thì hắn còn chửi cả mẹ của tôi. Thật đáng xấu hổ, tôi hy vọng anh ta sẽ không làm mất mặt môn võ của mình. Bây giờ mọi người hiểu vì sao tôi ghét Thái Cực Quyền như vậy. Tờ báo Sohu của Trung Quốc nhận định Lộ Hành đã làm mất mặt môn Thái Cực Quyền nói chung và võ thuật Trung Hoa nói riêng. Sự hèn nhát của Lộ Hành bị đánh giá là hổ thẹn, không phù hợp với đạo đức của người học võ. Nhiều người bày tỏ sự tức giận và nói rằng Lộ Hành sau này sẽ phải mang danh là kẻ thất tín trong võ lâm. Người hâm mộ võ thuật truyền thống Trung Quốc đã yêu cầu người đứng đầu môn phái này ra giải quyết vụ việc. Trưởng môn đương nhiệm của Dương Thị Thái Cực là Diệp Vịnh Tương, nữ trưởng môn sinh năm 1985. Cô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Thái Cực Vịnh Tương, được đánh giá là một trong những người có văn võ song toàn. Nếu nữ trưởng môn họ Diệp không đứng ra giải quyết vụ việc lần này, e rằng lần sau sẽ lại xảy ra những vụ việc tương tự. Đến lúc đó dù có dùng nhan sắc xinh đẹp của Vịnh Tương để quảng bá hình ảnh Thái Cực cũng không cứu nổi môn phái này. Võ công bí ẩn của nữ cao thủ xinh đẹp Trung Quốc được kêu gọi xử kẻ thách đấu Từ Hiểu Đông. Giới võ lâm Trung Quốc đang rất mong chờ nữ võ sư sở hữu sắc đẹp như nước nghiêng thành, Diệp Vịnh Tương sẽ trừ khử Lộ Hành, võ sư vừa thách đấu Từ Hiểu Đông.
Sở dĩ nữ võ sư Diệp Bình Đương lại liên quan tới việc thách đấu của Lộ Hành với Từ Hiểu Đông là bởi nếu xét về danh nghĩa, Vịnh Đương hiện tại là người đứng đầu hệ phái Dương Thị Thái Cực, hệ phái mà võ sư Lộ Hành ở Tứ Xuyên đã tập luyện suốt 48 năm qua. Vài ngày trước, Lộ Hành thách đấu Từ Hiểu Đông, rồi tuyên bố đặt cược 10 triệu tệ để võ sĩ họ Từ nhận lời. Song khi thách đấu thì Lộ Hành lại mất tích. Cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt kêu gọi Diệp Vịnh Đương hãy ra tay, dùng danh nghĩa của mình đứng đầu hệ phái Dương Thị Thái Cực quyền để xử Lộ Hành. Bởi họ cho rằng vị võ sư ở Tứ Xuyên đã làm bại hoại thanh danh của hệ phái. Diệp Vịnh Đương được ca ngợi là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và là một trong những người mẫu danh tiếng ở Trung Quốc. Cô được coi là võ sư có nhan sắc đẹp nhất của môn Thái Cực quyền trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc thì trình độ võ công của cô gái này lại đang là một bí ẩn với người hâm mộ. Diệp Vịnh Đương sinh năm 1986 tại Thượng Hải. Cô là truyền nhân đời thứ 6 kế thừa hệ phái Dương Thị Thái Cực. Tờ Daily Mail của Anh năm 2018 từng ca ngợi cô là võ sư đạt đẳng cấp thế giới, rất tinh thông hai loại binh khí là kiếm pháp và côn pháp. Diệp Vịnh Đương từng có lần nói đùa rằng cô bắt đầu tập luyện Thái Cực khi còn ở trong bụng mẹ. Trên thực tế, do xuất thân là con nhà nòi nên Vịnh Đương cũng chỉ tập Thái Cực rất sớm, vào năm lên 3 tuổi. Là người sở hữu nhiều kỹ thuật đỉnh cao của Thái Cực, nhưng sự nghiệp của Diệp Vịnh Đương chủ yếu gắn bó với võ thuật biểu diễn thay vì các sàn đấu đối kháng. Cô từng giành tới 3 huy chương vàng trong các bài biểu diễn tao lu, trong đó có Thái Cực kiếm tại Liên hoan võ thuật quốc tế Hồng Kông năm 2014. Hiện tại thì Diệp Vịnh Đương nổi tiếng với vai trò là người kế thừa hệ phái Dương Thị Thái Cực và là một huấn luyện viên sở hữu nhiều học trò khắp thế giới.